Cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Vâng, hôm nay là ngày 22 tháng 7. Cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng và review cho anh em một lô máy cơ xích đến từ là hàng Nhật bãi nuôi đi anh em nha. Và rất là các nhiều các thương hiệu khác nhau. Và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ Y cho anh em. Đó, Y1 này cho tới Y11. Đấy, và cửa hàng chúng em thì đã chia theo thành hai hàng này nhá. Hàng bên trên này này, đấy là những sản phẩm mà nhỏ nhẹ, hệ máy cưa hàng giá rẻ, phục vụ cho anh em về sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính khoảng tầm như cái khúc gỗ kia đổ lại nha, đường kính khoảng tầm 15-20 đến 25 cm đổ lại anh em nhé. Đấy, và hàng bên dưới này là những sản phẩm cao cấp hơn và máy thì công suất lớn hơn để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung và sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nhé. Đấy, anh em nào có kinh phí thì anh em có thể lựa những con hàng dưới như thế này. Còn anh em nào kinh phí thấp thì có thể lựa những hàng máy hàng trên nhá anh em nhá. Và giá thì cực kỳ hữu nghị cho anh em luôn. Và cam kết cho anh em lô ngày hôm nay này, chuẩn zin đét đẹt cho anh em luôn. Anh em không cần phải lăn tan anh em nhá. Đó, cam kết cho anh em con nào cũng phải nguyên zin. Em sẽ không nói nhiều qua cái phần đấy rồi. Bởi vì cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước. Anh em đến hàng đến nhá, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, máy móc cam kết cho các bác. Anh em nguyên zin, anh em nhìn thấy nào linh kiện nào mà đãi thay thế hoặc là sai như những gì em nói ở trên video ngày hôm nay đấy ạ, thì anh em cứ việc hoàn về cho em. Đấy, cửa hàng chúng em thì không cần bắt anh em cọc trước, nên là anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhé. Đánh dấu ký tự ở lô chữ Y này và báo giá trên từng con máy rồi nha. Đấy, có viết này, đấy những cái giá ở trên này, đó là giá của cây máy anh em nhé. Và giá này là đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em, là tặng kèm phụ kiện cho anh em nữa là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chảy. Vâng, để đỡ làm mất thời gian của anh em thì hôm nay em sẽ review sơ qua này. Rồi cuối video thì có test nổ anh em nhá. Đầu tiên là một con máy Y1, con này là hàng máy mới anh em nhá. Đấy, chèn trong lô ngày hôm nay thì con này là hàng máy mới bán thanh lý cho anh em. Để cho anh em là phục vụ mà sử dụng gia đình đấy ạ, không cần một chiếc máy mà giá mà đắt hát, nó kinh phí hạn hẹp chỉ 1.650.000 thì anh em đã sở hữu cho mình một chiếc máy cưa hàng máy mới rồi. Hàng thanh lý anh em nhé. Con này thì hiện tại nhà cửa hàng chúng em thì còn 1-2 cây nữa. Hôm bữa nhập về như là hơn 30 cây bán hết rồi. Còn 1-2 cây thì bán xả thanh lý cho anh em luôn. Những con này này thì công suất lên đến 52cc. Nòng của nó là 45 ly anh em nhé. Làm dài mặt cắt là 50cm. Hệ thống lốc hợp kim nhôm. Tích hợp trục giật trợ lực này. Lam mới, xích mới. Hàng này là hàng mới đét. Đập trong thùng ra nha. Chỉ 1.650.000 miễn phí vận chuyển nữa anh em. Thoải mái về anh em sự lựa chọn chưa ạ. Rồi, và qua con Y2 là con máy này là hàng bãi Nhật anh em nhá. Con này là Shindaiwa 380, công suất 38cc. Nòng của nó là 41 ly. Lam dài tổng thể mặt cắt là 40cm. Đây, lam đầu Latin luôn anh em nhá, chứ không phải lam bánh xe đâu ạ. Đấy, con này là 3.050.000. Để chuyên anh em phục vụ về sử dụng khai thác cũng như là khai thác tầm trung này. Lốc hợp kim nhôm luôn anh em nhá. Chịu nhiệt, chịu bền thì cực kỳ khỏe luôn. Anh em nào mà cần một chiếc máy cưa về khai thác đây thì anh em lựa cho em con này thì bao chất lượng cho anh em luôn. Đó, thứ đến từ thương hiệu Shindaiwa thì cực kỳ bền cũng như là vòng tua máy thì cực kỳ khỏe. Nổ nghe máy thì cực kỳ thích luôn anh em nhá. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này. Anh em thấy đủ chắc chắn chưa ạ? Đấy, máy móc thì cực kỳ đẹp và sáng sủa luôn anh em nhá. Em nhìn em có chất như nước cất không? Vâng, và qua con Y3 là một con máy cưa đến thương hiệu Echo Curit V3400, con này 2.8 triệu. Có xả áp cho anh em nhá. Đây cái xả áp này đó. Đây, quay tổng thể sơ qua cây máy. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em để cho anh em về có thể lựa chọn. Con này lam, con này dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt anh em nhá, và theo máy là một cây lam Latin luôn. Giá 2.800.000. Vâng, và qua con Y4 là một con máy cưa Shindaiwa. Con này là K28. Nòng của nó là 38 ly. Công suất của nó là 34cc. Đó, 34-35cc. Và con này thì giá nó là 2.600.000 anh em nhé. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn. Hệ nòng đứng, lốc hợp kim nhôm, tem hiệu Shindaiwa, tem hai con rồng này. Con này thì phù hợp về cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Làm dài tổng thể mặt cắt 30 phân. Xích sử dụng là xài xích chung 91. Dễ dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Vâng, và qua con Y5 là một con máy cưa đến thương hiệu Komatsu Zenowatt. Con này thì
cũng là dòng Nhật nội địa đấy ạ. Và con này thì tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Đó, con này thì nói chung là hệ này thì em bán rất là chạy trên thị trường luôn. Hầu như các bác rất thích ưa chuộng hàng này bởi vì nó nhỏ nhẹ để phục vụ cho anh em sử dụng gia đình này. Cũng như là chức năng của nó thì rất là đầy đủ luôn nhá. Đây, em sẽ nói sơ qua cho này. Chụp giật trợ lực này, núm xăng phụ này, e gió tự động này, hệ thống nhún treo lò xo này, thắng xích khóa xích có này. Và con này thì tích hợp bô giảm âm cho anh em nhá, nổ thì cực kỳ êm ái luôn. Và hệ này thì thiên về tiết kiệm nhiên liệu cũng như là độ bền thì top đầu phân khúc rồi. 2.600.000 anh em nhá, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Rồi, và qua những mẫu máy cưa để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình đây. Một con máy cưa đến thương hiệu Echo. Đó, Echo, nhà máy Kyurit, có chụp giật trợ lực. Và con này thì có công suất là 33cc, hệ là 3.300 nhá, tích hợp chụp giật lam Latin. Đấy, 2.200.000 miễn phí vận chuyển cho anh em. Hai ốc chân lam này, máy móc thì cực kỳ đẹp. Vâng, và cũng vừa rồi như có mấy bác cũng hỏi em ấy là còn hàng này không, thì nói thu thật các bác là cũng hết hàng nên là mới về được một cây duy nhất. Về lại để cho anh em là có nhu cầu thì có thể lựa chọn 33cc anh em nhá. Căn gỗ đường kính của tầm 25cm đổ lại. Con i6 qua con i7 này. Con i7 đến thương hiệu Hitachi. Con này giá 2 triệu đồng. Máy móc thì quá là sáng và đẹp luôn rồi. Em nhìn qua tổng thể cái máy nhá. Điểm yếu duy nhất là có một cái tem này thì nó bị bật. Đấy, còn tem này còn nguyên. Máy móc thì không hề bể vỡ bất kỳ dàn nhựa hay là gì cả. Giá 2 triệu đồng, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Qua con i8 là một con máy cưa đến hiệu Tatanka, tiếp 33cc, máy móc thì khá là đẹp. Con này thì 90% rồi. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ anh em nhá. Đây, lam xích đây. Lam xích nguyên zin. Và con này thì có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này, tăng giảm lam xích đấy ạ. Giá 2 triệu đồng con i8. Qua con i9 là một con máy cưa Maruyama 33cc luôn anh em nhá. Cực kỳ khỏe nữa. Có núm xăng phụ cho anh em và đã lên cho anh em một cây lam Latin xịn rồi. Giá nó là 2.150.000. Máy móc vòng cua khá là khỏe. Con này thì nó thuộc dạng top đầu trong phân khúc hệ cơ gia đình rồi. Nó công suất về 33cc là cũng thuộc dạng khá là lớn rồi nhá. Còn bình thường thì nó chỉ dao động khoảng tầm 30 hoặc là 20 mấy cc đối với dòng máy cái nhỏ như thế này thôi. Vâng, và một con máy cưa siêu tay cụt đến hiệu Makita này. Cực kỳ nhỏ nhẹ luôn, cân nặng chỉ khoảng tầm 3,5 kg cả lam xích. Và lam của nó này, lam tản nhiệt luôn anh em nhá. Và đầu nó là đầu Latin luôn này, anh em thấy không ạ? Đó, một con siêu tay cụt để cho anh em nào phục vụ về trưng bày, cũng như là anh em nào một chiếc máy cưa về phục vụ sử dụng gia đình đây. Tích hợp chụp giật trợ lực lò xo này, có núm bơm xăng phụ cho anh em, giá nó là 2 triệu đồng. Máy móc cực kỳ đẹp và như sưu tầm luôn anh em nhá. Máy móc cực kỳ nhỏ nhẹ luôn, anh em cầm một tay thì nhẹ tênh luôn, nhẹ ơ luôn. Anh em nào mà nhu cầu mà để leo trèo thang, leo trèo trên cao, một chiếc máy cưa mà nhỏ, em xin thưa với các quý khách hàng là một con máy này, thương hiệu này nhá, máy này nhá, nó thuộc dạng là top nhỏ nhất trong phân khúc máy cưa xích luôn rồi. Không còn một chiếc máy cưa xích, cưa xăng nào nhá, động cơ 2 thì nhá, mà nhỏ nhẹ như con này nữa, không còn. Những dòng máy cưa điện thì em không nói, còn nếu đối với máy cưa xăng thì con này là thuộc top là nhỏ nhất luôn rồi. Đấy, đến từ thương hiệu Makita anh em nhá, nguyên zin nguyên bản luôn. Con này là hàng Nhật bãi đấy nha. Đấy, làm Latin luôn này, anh em thấy không ạ? Cực kỳ nhỏ nhẹ luôn, giá 2 triệu đồng. Và nếu mà nhu cầu của anh em mà kinh phí thấp thì em xin giới thiệu cho anh em một chiếc máy cưa tay cụt. Hàng này là hàng Osaka. Con này nó lại là hàng mới anh em nhá. Đấy, trên video nói rõ nha. Con i11 con này là hàng mới. Nó cũng là hệ tay cụt nhỏ để cho anh em phục vụ cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh, hoặc một chiếc máy cưa mà anh em thích hệ nhỏ gọn, có thể cầm được một tay cũng như có thể cầm được hai tay. Cầm hai tay thì anh em nắm một tay ở đây và nắm một tay ở đây. Đó, còn cầm một tay thì anh em chỉ cần một cầm một tay ở đây là cũng có thể xách cái cây máy lên rồi. Và hệ này là hệ máy mới anh em nhá. Hôm nay bán thanh lý xả luôn cho anh em nữa này. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Lam xích là hàng mới đét luôn nhá, chưa sử dụng luôn nha. Đó, anh em thấy không ạ? Con này là 1.800.000 miễn phí vận chuyển cho anh em luôn. Đấy, hai ốc chân lam này. Và con này thì công suất của nó thì nó lớn hơn cái con i10 nhá. Công suất của nó lớn hơn i10, cũng như là vòng tua của nó thì khỏe hơn. Nhưng mà đổi lại, hệ này là hệ máy mới. Anh em nào mà không quan trọng về
máy mới hay máy cũ máy ấy. Nói chung là cầm một chiếc máy cưa mà xài được để nhau phục vụ sử dụng gia đình thôi, giá cả thì vừa phải, thì có con i11 cũng như là con i1 để cho anh em sự lựa chọn anh em nhé. Đó. Vâng, và vừa rồi thì em đã giật à quên đã giới thiệu sơ qua tổng cộng là gồm 11 cây máy cưa xích rồi. Và bây giờ thì em sẽ đặt máy quay xuống cũng như là giật test nổ từng cây một để cho anh em trải nghiệm thử là cái động cơ nổ của cây máy nó sẽ như thế nào để anh em dễ dàng lựa chọn anh em nhé. Nếu mà anh em là ưng rồi thì có thể nhấc máy lên và liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng chúng em để đặt hàng. Đó. Dạ rồi, con i1 đầu tiên anh em nhé. Một con máy cưa là hàng như đầu video em đã nói rồi. Con này thì nó là hệ máy mới anh em nha. Đó, hệ máy mới, nhưng mà em con này thì em thanh lý cho các anh em nào mà cần một chiếc máy cưa mà hạt rẻ một tí xíu, công suất cỡ lớn để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình đấy ạ, mà cảm thấy xài ổn ổn ok một tí xíu, thì hôm nay xin giới thiệu cho anh em một con máy cưa này. Con này là dòng CS6910 anh em nhá. Giá nó là 1.650.000, miễn phí vận chuyển cho anh em này. Đầy đủ các chức năng như chụp giật trợ lực này. Đó. Và hệ thống bô là bô 2 lỗ kép anh em nhá, bô 2 lỗ kép. Lốc là lốc hợp kim nhôm, và lam con này dài mặt cắt, tổng thể mặt cắt là 50 cm, lam xích, lam mới, xích mới luôn anh em nhá. Máy cam kết là mới đét chuẩn nguyên zin luôn này. Anh em thấy quá ok không ạ? Hai ốc chân lam trực tiếp bằng khóa 13. Đấy, con này thì công suất của nó lên đến là 52 cc, rất là thoải mái để cho anh em về khai thác cũng như là sử dụng gia đình rồi anh em nhá. Anh em nào mà cần một chiếc máy cưa mà lớn để anh em về phục vụ sử dụng gia đình ấy, nói chung là hầu như tất cả các dòng gỗ mà để phục vụ cho gia đình mình thì con này đều có thể xử lý được. Giá thì cực kỳ sinh viên luôn. Giá con này là 1.650.000 anh em nhá, miễn phí vận chuyển cho anh em đấy ạ. Rồi qua con i2 là một con máy cưa đến thiệu Shindaiwa. Đó, con này là Shindaiwa 380 anh em nhé. Công suất của nó là 38 cc, nòng của nó là 41 ly. Đó, hệ thống lốc là lốc hợp kim nhôm này anh em, để cho anh em về siêu trường siêu trọng, anh em về sử dụng khai thác anh em nhé. Những cái dòng mà anh em về sử dụng khai thác thì anh em nên lựa chọn những sản phẩm mà hệ lốc hợp kim nhôm như thế này, bởi vì anh em về đôi khi sử dụng cả ngày cũng như là sử dụng rất là nhiều mà anh em sử dụng cái gì mà lốc nhựa ấy, thì nó về nó xài nó không được đảm bảo, đôi khi nó tình trạng nóng máy lên thì nó sẽ không được bền cũng như là nó không được tản nhiệt tốt bằng lốc hợp kim nhôm anh em nhá. Và lam con này dài mặt cắt là 40 cm, và lam theo máy là lam đúc, lam Latin luôn anh em nhá. Lam xích là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z cho anh em, một con máy khá là đẹp. Đấy, anh em nhìn không, hai ốc chân lam mà trực tiếp bằng khóa 13 này. Anh em nhìn thấy có chất lượng không ạ? Và giá con này cửa hàng chúng em đang rao bán, chào bán với giá là 3.050.000 anh em nha. i2, anh em nào mà cầm một chiếc máy cưa khai thác tầm trung đó, thì anh em lựa con này giúp cửa hàng chúng em. Máy móc thì xài cho anh em, cam kết cho anh em thì xài cực kỳ sướng luôn. I3 là một con máy cưa đến hiệu Kyorit, và dòng này là dòng Echo anh em nhé, V4000, nòng của nó là 38 ly, công suất của nó là 34 cc, để rất phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình cũng như là sử dụng khai thác gia đình thôi. Đó, thì anh em con này thì nó cũng khá là hợp lý rồi. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 này, và con này có xả áp cho anh em. Đấy, lam dài mặt cắt là được 35 cm, lam vẫn là lam Latin luôn anh em nhé, lam Latin. Giá 2.800.000, anh em nào mà thích thương hiệu Kyorit thì anh em có thể lựa chọn con này. Cho con này thì để cho anh em mà nói rõ cho anh em là anh em có thể về cắt gỗ đường kính khoảng tầm
25cm đến 30cm đổ lại anh em nhé. Là con này có thể cắt thoải mái. Lại tiếp tục là một chiếc máy cưa đến từ thương hiệu Shindaiwa để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình đây. Theo máy là lốc hợp kim nhôm này, cực kỳ chắc chắn, lam dài mặt cắt 30cm, xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Xích này thì nó là dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện anh em nhé. Và con này thì giá nó là 2.600.000. Ký hiệu là con Y4, anh em nào ưng thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Máy móc thì cực kỳ đẹp, chất lượng cho anh em luôn nhá. Anh em không phải lăn tan gì cả. Đấy, nòng 38 ly, công suất của nó là 34cc. Đây. Tem mang này, made in Japan luôn anh em nhá. Mã số ký hiệu của nó là 8018761. Và máy móc con này thì tình trạng thì cực kỳ đẹp luôn anh em. Hầu như nước sơn cũng như là bộ dàn áo của nó thì không có bể vỡ hay làm sao cả anh em nhá. Nói chung là con này thì nó khá thích hợp để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, bởi vì nó nhỏ nhẹ cũng như là máy móc thì nhỏ gọn để cho anh em về cắt cầm đi rẫy để anh em về sử dụng nhá. Sử dụng gia đình thì con này thì cực kỳ hợp lý luôn, nhỏ nhẹ, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại, quá lắm là tầm 30 cm đổ lại anh em nha. Nếu mà nhu cầu mà cắt gỗ như thế thì anh em về sử dụng gia đình ấy thì nó gỗ đường kính như thế về thì nó cũng là thoải mái rồi anh em. Không cần về những dòng máy cưa quá lớn để anh em về phải sử dụng khai thác. Rồi qua con Y5 là một con máy cưa đến thương hiệu Komatsu Zenowatt này anh em. Đó. Con này thì của nó là G3401. Made in Japan, đầy đủ cho anh chức năng anh em. Tem mác hầu như là con chuẩn chỉ nguyên anh em nhé. Có trụ giật trợ lực cho anh em. Và con này thì công suất của nó lên đến 34cc. Có tích hợp là bô giảm âm này là một này, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ anh em nhé. Và con này thì có núm bơm xăng phụ, e gió tự động. Hệ thống nhún treo là nhún treo lò xo. Chiếc máy cưa thì rất là đầy đủ chức năng để cho anh em về sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Đối với cái dòng này ấy, thì nó thiên về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu anh em nhé. Bởi vì thương hiệu Zenowatt thì nó là của Hàn Nhật, thì nó lại thiên về những cái độ như thế. Nếu mà anh em cầm một chiếc máy cưa bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu thì anh em lựa cho em con Y5 này thì cực kỳ hợp lý luôn rồi. Dạ, qua con và đây là qua những mẫu máy cưa nhỏ nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình đây. Cắt ít hoặc là anh em về cắt cành, tỉa, nhánh, đồ linh tinh, hoặc là anh em về sử dụng gia đình cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại thôi. Thì hôm nay xin giới thiệu cho anh em. Con này là máy cưa Y6, giá của nó là 2.200.000 anh em nhé. Echo Keurit này 3.300. Có tích hợp là lam Latin đầy đủ cho anh em luôn nha. Lam Latin, xích sử dụng là xài xích mini, lam dài mặt cắt tổng thể là 37 phân mặt cắt.
Đó, có núm mương xăng phụ đầy đủ cho anh em. Máy móc cam kết là chuẩn zin đét đẹp cho anh em. Hao chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này. Em nhìn thấy con này thì quá quá ok không? Công suất của nó lên đến 33,4cc. Đó, 33,4cc thì làm tròn là 34cc cũng được em nhá. Vâng, và qua con máy cưa đến từ hiệu Hitachi, cũng là của dòng Nhật nội địa luôn. Con này là i7. Cửa hàng chúng em đang chào bán với giá là 2 triệu đồng. Lam dài mặt cắt là 35 phân. Xích sử dụng nó là xài xích mini. Đặc trưng của dòng máy cưa Nhật bãi nội địa luôn rồi. Công suất con này là 30cc anh em nhé. Và con này thì cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Giá 2 triệu đồng anh em. Đó, vẫn là hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Và con này thì linh kiện thay thế sửa chữa thì cũng là rất là dễ dàng. Hệ này thì nó là nồi đồng cối đá luôn rồi. Anh em sử dụng hệ này thì cực kỳ bền, cũng như là thay thế linh kiện thì cực kỳ dễ luôn anh em. Rồi qua con i8 anh em, là một con máy cưa đến hiệu Tananka. Đó, Tananka, con này giá của nó là vẫn là 2 triệu đồng anh em nhá. Và lam dài mặt cắt là 35cm, xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Và có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn anh em, có núm mương xăng phụ đầy đủ. Tình trạng máy móc thì cực kỳ đẹp luôn, trên 90% anh em nhá. Giá 2 triệu đồng cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình này. 33cc thì con này cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại thì con này thì quá là thoải mái luôn. Đây, một con máy cưa i9 tiếp. Con này đến thương hiệu nhà Maruyama. Con này thì công suất thì lớn nha anh em nha. Maruyama thì nó có hai loại. Một loại là nó cũng giống như thế này, nhưng mà công suất của nó thì có 30cc thôi. Còn loại này thì nó là 33cc anh em nhá. Giá nó là 2.150.000. Và con này thì đặc biệt là em đã lên cho anh em là một cây lam Latin xịn luôn rồi. Một cây lam Latin mới xịn anh em nhá. Xích là vẫn xích nguyên zin của nó theo máy này. Sợi xích khá là dày dặn và to bản luôn. Xích là mini. Đấy, xích là mini anh em nhá. Và lam con này dài mặt cắt là 35cm. Từ phần đầu máy ra tới phần đầu lam. Đấy, có núm mương xăng phụ đầy đủ cho anh em. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10. Công suất lên đến 33cc thì quá là khỏe luôn rồi. Giật thì cực kỳ chắc chắn luôn nha. Và tiếng nổ của nó thì khá là to. Con này thì cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại thì cực kỳ vô tư luôn anh em nha. Rồi và bây giờ qua con i10 anh em nha. Một con máy cưa hàng siêu tay cụt luôn. Cân nặng chỉ khoảng tầm 3,5kg luôn anh em. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Con i10 giá 2 triệu đồng anh em nha. Và con này thì có tích hợp là theo máy là một cây lam Latin này. Cực kỳ nhỏ nhẹ luôn. Anh em nào có nhu cầu cần một chiếc máy cưa thì siêu nhỏ nhẹ thì anh em có thể lựa chọn con này. Bởi vì con này thì nó là nhẹ nhất trong phân khúc máy cưa xích 2 thì sử dụng gia đình rồi anh em nhé. Đó. Rồi và cuối cùng thì là một con máy cưa hàng này là hàng Osaka. Lại là hệ tay cụt tiếp anh em nhé. Nhưng mà con này nó là hàng máy mới.
cửa hàng chúng em lại bán thanh lý tiếp cho anh em, giá 1.800.000 có tích hợp chụp giật trợ lực này. Con I11 có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, bình xăng là hệ bình xăng trong nhá, để cho giúp anh em căn xăng căn nhớt có thể dễ dàng hơn. Lam con này dài mặt cắt là 30 cm, cũng không tới 3 đâu, 27-28 cm thôi. Nói chung là hệ tay cụt thì lam xích thì nó nhỏ gọn thôi, để cho anh em có thể cầm được một tay nó dễ dàng. Lam mới xích mới luôn anh em nhá, máy móc cam kết là từ trong thùng đập ra luôn anh em nhá, chưa hề qua sử dụng cái gì cả. Hai ốc chân lam trực tiếp vào khóa 13, và con này thì em cửa hàng chúng em bán thanh lý cho anh em về sử dụng đấy ạ. Vâng, và vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật test nổ tổng cộng là gồm 11 con máy cơ xích. Anh em nào mà ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng. Hoặc là anh em có thể sử dụng Zalo, kết nối Zalo qua cửa hàng chúng em để đặt hàng ở trên Zalo cũng được anh em nhé. Zalo cửa hàng chúng em là 0354392929, và đó cũng là số điện thoại mà cửa hàng chúng em đang xài luôn. Anh em nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em thì giao hàng toàn quốc nên là anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhé. Vâng, và video thì cũng khá là dài rồi, cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Vâng, xin chào toàn thể anh em.